Rất hân hạnh được gặp lại mọi người chúng ta trên kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như Facebook Nhà đất Hoàng Tiến và website nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi sáng ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một căn nhà phố rất là đẹp nằm trên trục đường Nguyễn Thị Kiểu, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính của căn nhà chúng ta, và căn nhà mình có diện tích là ngang 4m và độ dài là 13m, được đúc kiên cố, một trệt 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà chúng ta có một phòng khách, một phòng bếp, 5 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng Tây Bắc, phù hợp với lại khách hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch, và giá của căn nhà mình là 4 tỷ 700 triệu đồng, còn thương lượng. Thì căn nhà mình là nằm trong khu nhà lầu, cũng như chúng ta có con đường trước nhà rất là rộng. Con đường trước nhà chúng ta rộng lên đến khoảng 6-7 mét, chỉ cách đường trục chính của chúng ta chỉ khoảng 25 đến 30 mét thôi. Chúng ta có thể là di chuyển xe hơi, xe tải vào nhà rất là thuận tiện và dễ dàng. Cũng như căn nhà của chúng ta có thể mua để ở hoặc là mở văn phòng, công ty, cũng như kinh doanh. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu khách hàng chúng ta cùng tham quan một căn nhà rất là đẹp này. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một bộ cửa bên ngoài được làm từ chất liệu bằng sắt. Kế tiếp bên trong chúng ta có một bộ cửa cuốn phía bên trong để bảo vệ cho căn nhà rất là chắc chắn. Cũng như di chuyển vào khu vực phòng khách chúng ta, thì căn nhà mình được thiết kế phòng khách rất là rộng. Cũng như hai bên phòng khách chúng ta đã được chủ nhà ốp gạch đá cao lên khoảng 1m2 chúng ta, và có gắn chúng ta hai cái bức tranh rất là đẹp. Cũng như hệ thống đèn chùm, đèn trang trí trần thạch cao. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu những hàng chúng ta cùng tham quan. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển vào khu vực cầu thang căn nhà chúng ta. Cầu thang chúng ta thì trụ cầu thang cũng như tay vịn cầu thang chúng ta được làm từ chất liệu gỗ cam xe, và lan can chúng ta được làm bằng sắt, sơn nhũ đồng uốn hoa văn, sắt đặc rất là chắc chắn. Cũng như mình sẽ di chuyển lại phía sau là khu vực phòng bếp căn nhà chúng ta. Chúng ta có phòng bếp chúng ta thì tủ bếp, kệ bếp chúng ta được làm từ gỗ nhập. Cũng như không gian phòng bếp chúng ta thì rất là rộng rãi. Chúng ta có thể để được một cái tủ lạnh. Cũng như phòng bếp chúng ta được trang trí rất là nhiều hệ thống đèn trang trí trần thạch cao. Cũng như chúng ta có những cái bức tranh rất là đẹp, và không gian phòng khách chúng ta cũng đã được chủ nhà ốp gạch cao lên khoảng 1,5 mét, chúng ta rất là sạch sẽ. Di chuyển lại phía sau chúng ta có một cái khoảng sân phía sau để chúng ta rửa. Cũng như phía sau thì chúng ta có một cái giếng trời rất là rộng để chúng ta lấy gió và ánh sáng để tạo thông thoáng cho căn nhà. Cũng như dưới khu vực dưới trệt này chúng ta cũng có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này mình dùng chung cho khu vực phòng khách cũng như khu vực phòng bếp căn nhà chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ chiếu từ bên trong ra bên ngoài để khách hàng chúng ta cùng tham quan một căn nhà rất là đẹp nằm trên trục đường Nguyễn Thị Kiểu, phường Tân Tới Hiệp, quận 12. Và căn nhà mình là căn nhà hẻm 1 trục của đường Nguyễn Thị Kiểu, chỉ cách đường Nguyễn Thị Kiểu của chúng ta khoảng 25 đến 30 mét thôi. Một con đường khoảng 8 mét, chúng ta có thể vừa ở vừa mở văn phòng, công ty, cũng như kinh doanh buôn bán. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên phòng ngủ phía trước của căn nhà chúng ta. Toàn bộ phòng ngủ chúng ta thì cửa được làm từ chất liệu gỗ cam xe. Di chuyển vào bên trong thì chúng ta thấy là phía trước có một bộ cửa 2 cánh để đi ra ban công phía bên ngoài. Cũng như phòng ngủ chúng ta được trang trí giấy dán hoa văn rất là đẹp. Cũng như phòng ngủ chúng ta thì có một cái nhà vệ sinh rất là rộng. Đây là khu vực nhà vệ sinh, phòng ngủ số 1 căn nhà chúng ta. Chúng ta có hệ thống lavabo, bàn cầu và vòi sen tắm, cũng như gương chiếu đã được chủ nhà trang trí hết chúng ta, cũng như sắm sẵn hết chúng ta. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển lại phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 thì chúng ta thấy là cửa cũng được làm từ chất liệu gỗ cam xe. Di chuyển vào bên trong chúng ta thấy là không gian phòng ngủ rất là rộng, cũng đã được chủ nhà trang trí chúng ta những cái bảng giấy dán tường. Cũng như phía sau chúng ta có một cái tủ quần áo, và kế bên thì chúng ta có một cái cửa sổ để mở ra bên ngoài, chúng ta lấy gió và ánh sáng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên phòng ngủ số 3 và số 4 căn nhà chúng ta. Phòng ngủ số 3 và số 4 thì nó cũng giống như phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2, cho nên mình sẽ lướt qua để khách hàng chúng ta cùng tham quan. Và nhà vệ sinh của phòng ngủ số 3 căn nhà chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lại phòng ngủ số 4. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng căn nhà chúng ta. Sân thượng thì mình sẽ quay lại khu vực phía sau. Phía sau chúng ta cũng có một cái phòng rất là rộng ở khu vực phía sau này. Chúng ta cũng có thể làm phòng thờ, phòng ngủ và phòng giúp việc. Cũng như phía sau chúng ta có một khoảng sân phía sau rất là thoáng và rất là mát. Cũng như mình sẽ di chuyển lại khu vực phía trước căn nhà chúng ta. Chúng ta cũng có một cái khoảng sân phía trước rất là rộng. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.